thản nhiên đang ảnh selfie chính mình lên Instagram nạn nhân. Cảnh sát tại thị trấn Kearney bang New Jersey, Mỹ đã đăng tải lên trang Facebook của mình hình ảnh selfie của một người đàn ông mà cảnh sát nghi ngờ rằng đây chính là thủ phạm một vụ trộm iPhone xảy ra hồi tháng 5 vừa qua. Cảnh sát cho biết một vụ trộm iPhone đã được thông báo vào ngày 16 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên không có dấu vết nào để có thể lần ra được thủ phạm, cho đến khi một hình ảnh mới đây được đăng tải lên trang Instagram của chính nạn nhân nhiều khả năng tên trộm đã quên không đăng xuất ra khỏi tài khoản Instagram của nạn nhân trên iphone và đã vô tình đăng tải hình ảnh mình đã chụp với chiếc iphone bị lấy trộm lên Instagram chủ nhân của chiếc iphone bị lấy cắp đã rất bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh này trên tài khoản Instagram của mình nên đã thông báo vụ việc với cảnh sát cảnh sát đã đăng tải hình ảnh selfie lên facebook và nhờ sự trợ giúp của cộng đồng mạng xác định danh tính của người đàn ông trong ảnh nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả nào đây không phải là lần đầu tiên một trường hợp lại ông tôi ở bụi này của những tên tội phạm được ghi nhận.